Cuối cùng thì mình đã tìm ra công thức làm sốt chấm bánh tráng ngon bất bại của mọi người ơi. Ai mà nửa đêm lướt trúng cái clip này thì thời tới rồi đó, thông điệp vũ trụ gửi tới bạn là phải giả bộ sắn tay áo lên làm liền cái món này thôi. Trước tiên thì làm ơn giả bộ đi luộc trứng cút đi. Hay ghê, nhờ xem lên on TikTok 3 năm trời mà mình đã ngộ ra được cái khoảng thời gian mà làm cho trứng cút nó lòng đào đó là 1 phút 20 giây nha. Nhớ là mình chỉ cần 1/2 số lượng trứng cút lòng đào trong cái nồi này thôi nha. Rồi vớt ra dục vô tô đá cho dễ lột nè. Ví dụ trứng nào mà mình lột nó bị xấu quá thì mình có một cái mẹo này hay lắm nè, là mình chỉ cần nhắm mắt dục đại vô ổng xé nháp xem như chưa có chuyện gì xảy ra là ok. Còn 1/2 số lượng trứng cút mà nãy mình luộc trong nồi đó, mình lại tiếp tục luộc tiếp trong vòng 1 phút 20 giây nữa cho nó chín hẳn luôn. Rồi lấy cho quốc 5 cái lòng đỏ của nó nha. Giờ chỉ có việc giả bộ nhắm mắt dục đại theo công thức 5 4 3 2 1 là xong. Cụ thể là 5 lòng đỏ trứng cút, 4 trái tắc, 3 muỗng muối tôm, 3 muỗng tương ớt, 2 muỗng đường, 1 muỗng sữa đặc. Thêm vào đó xí mỡ hành, xí đậu phộng, xí vỏ tắc, xí hành phi, rồi xí trứng cút, rồi xí một miếng vô cái mệ là tới xíu quách luôn. Ngon đẹp. Ngon cha. Không. Sự thật về bánh tráng cuốn 7m độc lạ có 102 tại Sài Gòn, nhưng liệu có gì đặc biệt? Và đây là đối tượng tình nghi. Bánh tráng cuốn 7m có giá 210 cành nhằm để chứng minh mình vô tội. Đối tượng đã đưa ra rất nhiều bằng chứng khả dụng như guốc, khô gà, sòi, gao, trứng gà, vân vân. Wow, đối tượng được đầu tư công phu với các đoạn nối lại với nhau. Có 7 cuộn, mỗi cuộn là 1m. Vậy chi mỗi cuộn sẽ là 30 cành. Hãy nói rất chi là dài luôn. Chưa dừng lại tại đó, chúng còn cung cấp cho ta chén nước chấm me, hột gà mỡ hành khá là dính. Bằng qua quá trình điều tra bằng miệng thì mình nhận thấy đối tượng bánh tráng dẻo, nhiều topping không bị cứng, nhưng đặc biệt là chấm cùng nước chấm chua chua ngọt ngọt béo béo, ăn vào siêu thiện cuốn luôn. Và sự thật chỉ có một bánh tráng cuốn 7m ngon lạ đáng để trải nghiệm. Thử thách ăn bánh tráng cuốn dài tận 4m độc lạ nhất Sài Gòn, bạn có dám thử? Xem clip anh chim mì và bé Nuchu ăn mà tò mò quá, nay phải ăn cho bằng được á. Không biết ăn tới đâu nhưng vẫn mạnh dạn dứt luôn phần cuốn 4m cho chất chứ ha. Chắc đây là chỗ đầu tiên mà mình thấy bán bánh tráng cuốn mà cuốn dạng 2m vậy. Cứ 1m là 30 làm tới, này là 4m sẽ là 120 cành. Dù biết trước 4m sẽ dài nhưng mà không ngờ dài thiệt. Trời ơi, nó dài hồng lòn luôn. Mỗi khúc sẽ là 1m, bây giờ chị bán sẽ nói cái khúc là với nhau nè. Ê mà nhìn giống chơi Lego lắp ráp đoàn tàu xe lửa đâu đó. Nghe mọi người bảo đỉnh nhất ở đây là cái nước chấm hần thánh này nè. Trong đây sẽ có nước me, hành phi, mỡ hành, đậu phộng, bơ, ớt, trứng gà đồ đó. Quá là chảy nước miếng rồi. Lẹ lẹ đem ra bạn dứt thôi. Một phút bóp đồng quên là mình đang niền găng luôn á. Nghĩ một cái tưởng bay bộ niền luôn rồi. Sợ tím mặt nhanh chí chuyển qua ăn cắt liền. Bánh tráng thì cũng bình thường, chỉ có lạ là cuốn heo mét thôi, nhưng mà công nhận cái nước chấm ngon thật sự á. Chua chua ngọt ngọt, điểm nhấn là pha thêm cái trứng gà đúng béo luôn. Giả bộ uống miếng trà tắc đồ đó mà đâu có dè, bánh tráng gặp nước cái nó nở ra nở thấy ông nội luôn. Tiếng này vui dữ à. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của bạn mình nhưng mà nhưng nhìn trong clip là hiểu rồi. Rồi luôn, tầm này chắc mai khỏi dần mẹ nấu cơm cả nhà buffet bánh tráng cô.